Nghiên cứu được các nhà khoa học Ireland thực hiện trên 11 con chuột túi sống trong điều kiện nuôi nhốt nhưng chưa được thuần hóa. Theo báo cáo được ghi chép, 10 trong số 11 con đã chăm chú nhìn các nhà nghiên cứu khi chúng không thể mở được hộp đựng thức ăn. Ngoài ra, chúng đã có 9 lần luân phiên hết nhìn vào con người rồi nhìn vào hộp thức ăn như một cách ra hiệu. Điều quan trọng ở thử nghiệm này là phải thực hiện trên một loài vật hoang dã như chuột túi và chúng tôi rất ngạc nhiên khi chúng thể hiện hành vi nhìn chăm chằm. Sự thay đổi ánh nhìn này thường gặp ở các loài động vật nuôi hơn báo cáo đã chỉ ra rằng việc giao tiếp có chú ý với con người không chỉ giới hạn ở các loài vật nuôi thông thường mà nói thực sự còn xảy ra ở loài vật hoang dã là chuột túi và có thể là còn nhiều loài vật khác nữa